em có sốt một lần và sử dụng sủi hạ sốt paracetamol. Sau đó những ngày sau thì em không sốt thì em ngưng sử dụng sủi, và hàng ngày thói quen em duy trì một cái suy nghĩ tích cực về bệnh để mình vực dậy cái tinh thần, sau đó là mình vực dậy thể chất, là em cố gắng vận động không để bản thân mình nằm một chỗ, thì em vẫn tập thể dục hàng ngày để cho toát mồ hôi và tập trung bổ sung nhiều vitamin từ thiên nhiên như là cam chanh uống với mật ong và gừng. Đi vào cái cách điều trị của Mít, đó là Mít luôn luôn có một cái gói thuốc như thế này. Trong này gồm có những thuốc gì nè: thuốc ho nè, thuốc sốt, thuốc tiêu chảy, thuốc kháng viêm, và một loại thuốc đặc biệt nữa đó là thuốc chống đông máu. À, và có thêm một loại đó là vitamin cho chúng ta nữa, vitamin để bổ sung dưỡng chất nữa nha. Rồi, trong tất cả các loại thuốc này thì có bệnh gì thì mình sẽ uống thuốc đó. Bị ho uống thuốc ho, bị sốt uống thuốc sốt, bị tiêu chảy uống thuốc tiêu chảy. Còn thuốc kháng viêm là khi chúng ta bị ho và sốt á, chúng ta sẽ uống cái thuốc này để ngăn ngừa những cái vết thương trong và ngoài cơ thể của mình không có bị viêm nhiễm lên. Rồi, đặc biệt có một loại thuốc nãy mình nói là thuốc chống đông máu. Thuốc này chúng ta chỉ uống khi có sự chỉ định của bác sĩ thôi. Bởi vì đối với những cái trường hợp mà bệnh trở nặng, chúng ta sẽ cảm thấy khó thở bởi vì máu đông, không lưu thông được oxy trong máu, thì chúng ta uống cái thuốc này để giúp cho cái lượng máu đó chống đông lại. Rồi, bên cạnh đó nữa thì các loại thuốc đây Mít có những cái dụng cụ hỗ trợ cho mình. Đầu tiên đó là một cái loại nhiệt kế. Nhiệt kế để Mít có thể kiểm tra được cơ thể của mình lúc này đang bao nhiêu độ. Nếu sốt cao quá thì cần phải liên hệ với bác sĩ hoặc là những người có kinh nghiệm để chúng ta giải tỏa cái thân nhiệt liền. Cuối cùng là Mít có một cái máy như thế này nè. Đây là máy SpO2. Máy SpO2 này sẽ giúp đo cái lượng oxy trong máu, trong cơ thể của mình. Thứ hai nữa là sẽ đo được cái nhịp tim. Trong trường hợp mà chúng ta cảm thấy khó thở, nặng thở quá thì chúng ta sẽ đo liền để xem cái lượng oxy trong cơ thể của mình lúc này đang thiếu hay đang đủ. Tôi nghiên cứu qua mạng, đồng thời á, có những cái trang mà bác sĩ hướng dẫn những ca F0 điều trị tại nhà. Tôi thông qua những cái trang mạng đó và lời hướng dẫn trên mạng của bác sĩ, tôi làm theo. Đồng thời tôi cũng có áp dụng thêm một cái số cách truyền thống như là tự tôi điều trị thêm ở ngoài. Ví dụ như là tôi mua nước dừa, tôi mua dừa tươi về, tôi nấu chung với gừng và ít bột bạch tường phèn tôi uống. Đồng thời tôi xông mũi với sả và gừng, và nhỏ một ít dầu xanh, tôi xông mũi và tôi xông người. Thì đối với môi trường mà hiện tại cái điều kiện là mình không có đi chợ được, mình cũng không tìm kiếm được những cái loại xông mà từ thiên nhiên như vậy, thì mình có thể đến những cái nhà thuốc tây để mua một loại nữa, là cái loại là viên xông có bào chế ra sẵn rồi. Còn nếu như mà mình ở cái nơi mà mình mua thuốc nó cũng không có cái loại đó nữa hoặc là hết á, thì mình có thể chuyển qua mình mua cái viên mà dạng thuốc ho bạc hà. Nó có là dầu, nó có tinh chất bạc hà ở trong đó, hoặc là cây khuynh diệp nữa. Thì cái viên đó thay vì mình dùng để uống thì mình có thể dùng để xông, mình đổ nước sôi vào tự động cái bao phim ở ngoài á, nó tan ra thì cái tinh dầu nó cũng sẽ hòa ở trong nước và nó làm cho cái việc xông lên mũi của mình nó cũng sát khuẩn ha. Cái phần trường hợp nữa mà mình không mua được cái viên xông, cái điều kiện mình không thể nào đi ra ngoài luôn vì mình cần phải cách ly tại nhà mà không có ai đi được, thì mình có thể dùng dầu để xông dầu. Thì các bạn có thể là xông vào mỗi buổi sáng, cả nhà xông vào buổi sáng khi mà súc mũi sơ súc họng xong thì mình sẽ là xông buồng mũi để mà diệt con vi khuẩn. Có ba cái mà mình xin chia sẻ với mọi người trong quá trình chữa bệnh của mình. Là thứ nhất là sự bình tĩnh, chúng ta không nên xem quá nhiều tin tức về sự mất mát, tử vong sẽ làm cho bản thân cảm thấy sợ hãi. Ngoài ra thì mình chỉ cần xem những thông tin về cách chữa trị làm sao để hiệu quả và tốt nhất. Và thứ hai đó là sự lạc quan, mình và gia đình luôn luôn cố gắng động viên nhau, gọi điện với nhau hàng ngày và video call. Và người lớn ấy, thì bạn chỉ cần tạo cho họ niềm vui và tinh thần tích cực là họ sẽ luôn phấn đấu để nhanh khỏi bệnh. Và cái thứ ba đó là kiên cường. Sẽ có những gia đình sẽ gặp những cái trường hợp khó khăn hơn, nặng hơn, và chúng ta phải xác định được rằng là như là chúng ta đang đi giữa trận mạc vậy đó. Một mình chiến đấu với tất cả đám Covid, phải thật mạnh mẽ và cố gắng để vượt qua được bệnh và không được buông xuôi, không được bỏ cuộc.